Rất vui đã gặp lại đại gia đình mến yêu của em trên kênh Cây Cảnh Giá Rẻ. Rồi, kênh của em là một kênh bán mai rừng bao sống cả nhà nha. Bởi vậy khi cả nhà rất là cái niềm tin cả nhà đặt vào đây là đúng chỗ rồi cả nhà. Vì bên em bán bao sống cả nhà xuống tiền là có cây. Đó, những phần trách nhiệm này em đã lãnh hết rồi. Đó, tuy nhiên cả nhà nhận cây về cứ làm theo clip hướng dẫn của em thôi. Mọi cái là em chịu bao sống hết cả nhà nha. Đó, rất đơn giản. Niềm tin. Chơi với em là không có vụ mà thử việc. Mới tập chơi mai rừng gì ở đây cả nhà nha. Đó, rất đơn giản cả nha. Rồi, để không mất thời gian quý báu cả nhà, hôm nay em sẽ lên một lô mai cực kỳ là rẻ, cực kỳ rẻ luôn, để cả nhà cùng giao lưu và chia sẻ nha. Rồi, mở bát đầu tiên với cái mã là B1 của chúng ta. Vào trong số đi chị. Cây này khá là nghệ thuật cả nhà nha. Đó, tay cành rút. Đó, khá là nghệ thuật. Khá ổn cả nhà. 38 mày. Hoành là 38 cả nhà nha. Eo 38 giờ trên nó to lắm. Cao 57. Nó dạng bầu đế 38 dạng hàng quái cả nhà ha. Đó, một cây rất là nghệ thuật cả nhà. Tay cành rất êm. Rồi, mở bát đầu tiên 800k cho cái mã B1 này, 800k đã bao gồm phí vận chuyển và quan trọng hết là bao sống. Trong clip này tất cả là đều được ba cây là bao ship và bao sống cả nhà nha. Nó đây cả nhà. Tay cành rất ổn cả nhà. Chỉ có 800k, em xin phép xuống clip tại đây với cái mã B1 ạ. Tiếp tục đến với cái mã là B2 chúng ta, một cây cũ, như cái cũ cả nhà, chốt đỉnh, vào trong số đó chị. À, bonsai là phải chấp nhận cái nhà mình đây. 43 hoành. 43 hoành cái nhà nha. Cao 35. Cao 35. Bầu đế 38. Bầu đế 38 rồi, 700k bao sống và vận chuyển cả nhà. 700k. Phía đây là em có cắt bên đây cả nhà luôn nha. Mới cắt rồi chứ nha. Đó, mới cắt luôn. Nó tạo một cái dáng cho nó thon cây. Nó cái nhà chấp nhận cái chỗ này đi. Có 700k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống màu củ giót đỉnh. Rất độc đáo nha. Chỉ có 700k cho một củ giót đỉnh này. 700k cho cái mã B2, em sẽ phát xuống tiếp tại đây cả nhà mình ơi. Rồi, tiếp tục đến với cái mã là B3 này, gốc này chỉ có 600k bao sống và vận chuyển cả nhà nha. Vào trong số đi chị. 600k thôi cả nhà. Tay cành như một cái đó sen luôn cả nhà. Như một cái đài sen. 39 hoành. Cao 40. Cao 40. Bầu đế 38. Bầu đế 38 chỉ có 600k bao sống và vận chuyển. 600k cả nhà mình ơi. Quá rẻ rồi. Chỉ lấy công lao động thôi cả nhà nha, chỉ lấy công lao động, công khai thác thôi cả nhà. Đây, bộ đế là 24 giờ cả nhà, xoay một vòng cả nhà cùng xem nè. Nó rễ là tỷ luôn. Đó. Quá dữ rồi, bộ đế quá dữ cả nhà. 600k cho cái mã là B3 này của chúng ta, em xin phép xuống tiếp tại đây cả nhà mình đây. Tiếp tục đến với cái mã là B4 của chúng ta, một cây lũa nghệ thuật cả nhà nha. Vào trong số đi chị. Cây này rất là nghệ thuật cả nhà, lũa nghệ thuật. Anh em nào đam mê lũa thì vào cây này là ok luôn cả nhà. Đó. Cây khá là đẹp luôn cả nhà. 51 hoành. Hoành 51 cả nhà nha. Cao 46. Cao 46. Bầu đế 48. Bầu đế 48. Đây cả nhà, em sẽ quay giữa nhà xem. Đây. Lũa nghệ thuật cả nhà, rất là đẹp ha. Đó. Cây này chơi bonsai lụm cả nhà ơi. Đó. Đây, một cây rất là nghệ thuật luôn cả nhà. Đó. Với cái mã là B4 này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 900k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cho cây rất là cây nghệ thuật cả nhà nha. Một cây rất là nghệ thuật luôn. 900k cho cái mã B4 em xin phép xuống tiếp tại đây cả nhà. Tiếp tục đến với cái mã B5 của chúng ta, một cây tay cành rất cực kỳ là rút luôn cả nhà. Một cây rất là nghệ thuật luôn. Vào trong số chị. Cây này quá hay cả nhà, đánh cái tàn chi nó rút tay cành dòm một củ giống một con thú nha, giống một con thú. 46 hoành cái nhà, khá là to cái nhà ha. Cao 40. Cao là 40. Bầu đế 38. Bầu đế 38 xoay vòng chị ơi. Khá là ok luôn cái nhà. Đó. Tay cành rất là đẹp cái nhà ha. À, tuy nhiên ở đây là có một cái miếng lũa đây thôi cái nhà. Miếng lũa thì về chúng ta nhỏ thôi, trên đâu về chám thôi. Đó. Đó, chám thôi cái nhà ha. Quá đẹp cái nhà. Rất nghệ thuật cái nhà. Rồi, với cái mã là B5 này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.000k, 1.000k đã bao gồm phí vận chuyển và quan trọng hết là bao sống cái nhà mình nha. Em xin phép xuống tới đây ạ. Em xin phép tiếp tục đến với cái mã là B6 của chúng ta, một cây phình rất là đẹp cái nhà. Vào trong số đi chị. Cây này quá hay cái nhà. 3
34 này. Hoành là 34 cái nhà nha. Cao 85. Cao 85. Bầu đế 34. Bầu đế 34. Ngay củ phình đó chị. Củ phình là 42 cái nhà mình đây. Đây cái nhà, cây rất là nghệ thuật cái nhà nha. Rồi, với cái mã B6 này em xin được mạn phép vô luôn với cái nhà là 2000k đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống, một cây rất nghệ thuật cái nhà nha. 2000k cho cái mã là B6 này, một cây rất nghệ thuật. Đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống cái nhà nha. Em xin phép xuống tiếp cái mã B6 ạ. Rồi, em xin phép tiếp tục đến với cái mã là B7. Đây là một cây nó hơi xoắn đó nha. Phần xoắn nha. U nồng nha. Ôi, vào đồng số chị ơi. Khá ok cả nhà. Hoành 41. Hoành 41. Cao 50. Cao 50. Bầu đế 42. Bầu đế 42. Xoay vòng chị. Quá ok cả nhà. Cây quá lực cả nhà. Rồi, 1100k, 1100k, một cây lực sĩ 1100k. Đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống. Em xin phép xuống tiếp tại đây cả nhà. Tiếp tục đến với một siêu phẩm. Một siêu phẩm ở nhà, một cái củ lên tàn chi rất là đẹp của nhà. Vào đồng số đó chị. Cây này rất quái cả nhà. Đế nơm nữa nha. Đế nơm nữa. Hoành 48. Hoành là 48 cái nhà mình đây. Một cái củ rất là đẹp của nhà. Cao 39. Cao là 39 cái nhà nha. Bầu đế 35. Bầu đế 35 xoay vòng chị. Đây cái nhà, một cái củ lên. Độc lắm cái nhà ơi. Quá độc nha. Xoay chị. Xoay đi, xoay đi. Rồi, phía này là chi, nó có cái lũa chi này thôi cả nhà nha. Đây, còn này có cái chi lũa đây thôi. Mọi người đang không có gì hết cả nhà nha. Quá độc cả nhà, cây quá độc cả nhà. Củ lên độc quá độc. Rồi với cái mã là B8 chúng ta, em xin được bằng phép vô lưu với cái nhà là 2200k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống. Một củ cực độc quái cái nhà nha, 2200k. Đó, với cái mã B8. Rồi, thời lượng clip của em xin tạm ngưng tại đây. Và ngày mai hẹn cái nhà vào 19h15 mỗi tối cái nhà nha. Đó, bên em đã bán bao sống cái nhà xuống tiền là chắc chắn là phải có cây. Đó, em khẳng định cái nhà luôn, anh em yêu nhau. Cây có xảy gì cứ lên like lấy một cây bằng giá. Đó, anh đã mất một cây bao nhiêu thì anh cứ lên clip chọn một cây đúng giá như vậy lụm thôi. Còn có thể em đưa cái cây mà số tiền khá hơn xíu nữa. Đó, số tiền khá hơn xíu cho anh em vẫn được, xê xích không bao nhiêu hết. Nói chung là kết nối đam mê cho anh em hết cỡ. Rất mong được sự yêu thương ủng hộ cả nhà. Đó, cả nhà nhớ xem clip xong cho em một cái like, cho một cái like nhiều nhiều với cả nhà. À, comment. Đó, nhớ bật chuông nha cả nhà nha. Bật tất thêm tất cả các chuông để đón những video mới, những cây độc lạ khai thác từ rừng về cả nhà nha. Em xin phép xuống tiếp tại đây cả nhà mình ơi.